Dạ chào cô bác anh chị, mình trở lại kênh của em ha. Dạ thì hôm nay em có xử lý khửi bầu một số cây phôi đây, thì quay chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem luôn nha. Đó thì cái cây này nói chung hôm trước cũng có quay đây nè. Cây này thì cái bề đế nó rất là lớn ha, cái đường kính chiều dài của nó đây nó khoảng 6 tấc á, 6 tấc. Nó thêm khửi ra một số rễ cám rất là nhiều luôn ha. Cây này thì nhìn nó hơi quái lạ lạ ha, chứ không có thẹo, thì đưa lên những cái thẹo cốt thôi, giót ngọn thì mình chưng cái. Thì cái cây này thì em dự định em vô chậu chữ nhật nè, chậu chữ nhật thì khoảng 5,5-7 thì có thể ép 5 được, tại chiều ngang nó không có lớn ha, chiều ngang không có lớn thì mình ép vô, nếu mà 5 được, 5-7 thì rất là gọn đó, thì nó đưa cái bộ đế mình ra là rất lớn luôn ha. Thì để em xử lý, em kéo coi thử coi nó vô khoảng độ nào ha, thâu mức độ thâu của em thâu rất là nhiều đó, những cái rễ này có thể em kéo vô đó, em cắt gọn vô nữa nè, không có cần lớn ha, tại vì khi vô cái chậu gọn thì cái cây mình nó phát triển bộ rễ rất là mạnh luôn, nó không có dư phân dư nước. Thì nếu mà mình vô cái chậu lớn quá đó thì thường là những cây mới này nó chưa bắt rễ được ngon, thì đa phần thì cây mình nó sẽ dễ bị dư nước ha. Còn nếu mình bóp được gọn cái chậu gọn thì nó chỉ tóm gọn là cái phân nó gọn thôi, thì vô cái chậu mình vô thì mình giữ được nước khô ráo thì cây mình nó mau bó bầu ha, có thể 6 tháng là cái bầu mình nó hết phân ngang rồi đó, thì mình ghép vô nó cũng khỏe nữa. Nên thường ở đây em sẽ bóp chậu gọn thôi. Trên mặt này đây là những cái số rễ nó những cái thân nhỏ nó lên, trong thân nó ra luôn ha, này nó dính hết trơn luôn đó. Nói chung là những cái cây này nó nhìn thấy nó quái lạ lạ thôi đó, thì em bóp gọn vô, thì số này cũng còn bóp gọn vô được. Đây cây này thì em cũng mới lấy về thì khửi ra ra đây đó, em khửi theo chừa lại cục nhân, nó rất là gọn ha cô chú anh chị mình, nó gọn thôi. Chỗ này thì tí nữa em sẽ khửi ra thêm một miếng nữa nè. Thường nếu mình không khửi chỗ này thì đa phần mình tưới nước á, tưới nước nó sẽ gọt đây thôi, còn cục nhân ở trong đây thì nó sẽ không có ngắm vô được ha, thì mình khửi xuống chút nữa. Cái này thì nó dính ấy nhiều, thì khi mà em thâu những cái rễ này rồi đó, thâu lại rồi thì mình xịt nước ha, tại vì nếu mà để dính đất đây quá đó thì cái bộ cái nhựa nó lên đây nó dính đất thì nó dễ bị thúi cái rễ ha, nên mình cắt vô một chút nữa để mình xối ra cho nó đất đừng có dính những cái cổ rễ của mình ha. Cái này cũng đế cũng lực khá đế thì chọn những cái phôi, thì lúc này em nhập phôi vô thì để tháng 11 có thể mình ghép được rồi, thời đó lúc đó thời tiết nó cũng thuận rồi nên mình ghép nó cũng dễ ha, cũng gọn thôi. Cây này cũng gọn đế, cây này em vô chậu 5,5 thôi, nó khoảng năm mấy gần 6 khoảng 5,7-5,8 hoành thôi, nhưng mà cái đế này quá gọn thì em vô khoảng chậu 5,5. Thì tí nữa em sẽ làm gọn cái bầu, tại vì khi em làm á em không có thể quay cho cô chú anh chị mình xem được, thì bóp gọn rễ thì đa phần thì mình tạo nó từ từ thôi, mình kéo qua kéo lại sao cho nó đừng có gối là được rồi. Sẵn đây cái em thâu rễ, em kéo rễ thì em cũng cắt cho cô chú anh chị mình tham khảo xem nha. Thì kéo cái rễ trước tiên, mình kéo toàn hết đi rồi sau đó mình sẽ định hình lại cái bầu của mình ha. Nó thì cắt bỏ, thì đây em thâu rất là nhiều, nói chung là mình không có ngại tay để cắt nha, cắt cho nó gọn luôn để mình vô cái chậu cho nó vừa, canh làm sao nè cái bầu ha. Ví dụ mình vô chậu chữ nhật thì nó sẽ có chiều dài mình đo đó, mình đo chiều dài để mình cắt cho nó đều luôn theo cái chiều dài, còn cái nếu vô chậu tròn thì mình cắt khác ha. Cái này hơi xa một chút, cắt vô đây một chút. Thì em bóp gọn, có thể em vô được chậu 5,7 thì em sẽ vô chậu 5,7, còn không khoảng 5,5 ha,
đó đó, nhưng mà mình tại cái chậu nó đường cái mặt cái tên thì nó đủ, nhưng nhiều khi nó xích xuống dưới nó sẽ bị thiếu nhiều hơn, nên mình thâu rồi mình cứ canh vô chậu lại. Đứng lên cái, dựng đứng lên rồi cho nó canh cho nó chuẩn cái cây trước, để mình cắt cái bộ rễ nó tròn đều, chứ không nếu mình canh không chuẩn mình cắt nó hơi nó méo cái bầu á. Cắt xíu xuống nhưng không âm vô được. Dịnh cây đi. Thế mình bấm vô từ từ thôi, để mình canh được ước lượng cái bầu mình đi. Lúc lỗ luôn 200 rồi. Thì cái phần ở dưới đáy bầu đây ha, nói chung dưới đít thì mình cũng làm cho nó bằng nha. Tại vì mình vô cái chậu muốn điều thì mình phải cắt làm sao cho nó ngang bằng luôn, để khi mình vô chậu nó không có chinh, cái bầu mình, không có nghiêng qua nghiêng lại, mất công mình độn thế ha. Thì mình vậy khi mình cắt bằng luôn thì nó vô cái chậu mình để xuống thì nó đều luôn, chứ nó không có bị nghiêng qua nghiêng lại, để khỏi mình khỏi canh ha. Nó ngắm sao cho từ từ thì mình ngắm sao cho nó đều hết. Bên đây những cái bự đây mình còn cắt luôn lên. Dài. Nghiêng cái này qua cái này. Đặt qua đây, chắc cái ghế này lại cái nữa nó mới đều được. Đặt chắc vô đây luôn. Vô đây một cái. Vô. Đây. Hơi khó khăn ha, nhưng mà mình sao mình chỉnh sao mình thấy nó vô chậu đẹp là mình thấy cây mình thích là vui rồi. Thì nói chung từ từ thôi, những cây này mình không có làm gấp được. Đây, cắt vô đây cái nữa đi. Rồi anh để đó, anh vô tấu sẽ vừa cái đi rồi. Mình canh vô thử nó vừa chưa. Vừa là tính tiếp. Đậu dưới hả? Đậu dưới. Ừ, chắc vậy đó. Đậu như đèn cái nữa. Cắt cái ghế trước. Chắc chút xíu nữa đi, chắc ngày này chút xíu nữa. Khó khăn nha, mình canh nó chuẩn rồi, mình để chỉ cần mình để lên là nó sẽ bằng cái cây mình thôi. Nên trứng nó chuẩn cái cây rồi, không còn ngắm nữa. Đó. Nó cũng vừa rồi ha. Thì bây giờ mình bỏ tấu xì dừa vô để mình canh lại. Tấu xì dừa ở đây em cũng tổng là 64. Có nghĩa là xe dừa 6 là tấu mình chỉ có 4 ha. Thì mình chia làm sao cho nó ước lượng nó đều là được rồi. Vô dung giữa đây để mình đa phần thì những cái cây mình vô đó thì mình bỏ giữa nó nhiều nhiều tấu xe dừa trước, để khi vô mình đè mình ém lắc cho cái tấu xe dừa này nó xen kẽ được những cái chỗ trống trong cái thân mình trước ha. Nó dẻ trước rồi sau đó mình ém từ từ lại cho nó bằng cái chậu cái đi. Để ngang qua đi. Để sụp sụp. Rồi.
Dừa không? Ok. Rồi. Rồi, dừa luôn cô chú anh chị ơi. Trong canh là cũng dừa luôn ha. Vô chậu này rất là cân xứng cái cây. Nó đưa được cái đường thân của mình, cái bộ rễ mình nó cực được lên cao chút ha. Chỉnh lại một tí. Em xương xương vòng vòng tới đều bánh chưa? Thì vô mình cũng ém từ từ thôi, như cây nào cũng vậy. Thì mình ém vòng vòng ém làm sao mình khi mình lúc lắc cái cây mình nó không có còn hở lung lay chỗ nào đó, thì đó là nói chung nó cứng rồi đó. Nó vừa vừa như vậy, khi mình tưới nước vô nó sẽ dẻ lại, thì cái cây nó mình chắc luôn, nó không có lung lay. Ví dụ như mình lỡ có vận chuyển hay mình ginh tới ginh lui đó, thì cái cây mình nó sẽ không động cái rễ. Khi nó mới ra rễ cám đó thì mình cái cây nó không có động cái rễ. Còn nếu mà cô chú anh chị mà không có ém cứng được đó, xây một vòng trước đi nó, mình không có ém cứng lúc đầu thì khi mình cái rễ của mình nó dễ bị động thì cái rễ cám nó sẽ dễ bị đứt ha. Nó ảnh hưởng tới cái cây, cây nó không có ra rễ được mạnh thì cái cây mình nó không có khỏe ha. Bồ đế dễ thương quá. Em dòng giáp cái này. Rồi, này cũng hơi lâu thì để em ém từ từ chút nữa đây em xong em sẽ quay lại cho cô bác anh chị mình xem lại ha. Rồi thì nãy giờ vô cũng hơi lâu ha. Tại vì nói chung là làm những cái cây rễ nhiều mình sắp xếp thì cái cây mình nó sắp xếp bộ đế á, hơi lâu không có quay được cho cô bác anh chị mình xem ha. Thì hiện tại em vô rồi. Thì vô có một số cây thì vô cũng đã ổn định rồi ha. Cái cây này nói chung là cũng tạo cái rễ nó rất là nhiều, nhưng mà vô cái chậu này là chậu 438 nè, 386 nè, thì ép cái cây mình để cho nó gọn bộ đế luôn. Thì gịch đó, có gịch số dây còn lú lên ha, gịch vô thì nó hơi lâu. Thì vô cũng như những clip trước cũng có chia sẻ cho cô bác anh chị mình coi rồi đó, thì vô thì mình chủ yếu là mình ém từ từ cho nó dẻ cái bầu ha, vậy cái bầu để cái cây mình nó không có sụp xịt. Thì hôm trước cái clip trước á, có một cái anh bình luận nó chia sẻ cái tháp rễ. Nói chung tháp rễ cái này là cũng 50-50 thôi, thì cái này cũng tùy theo cái rễ của mình đó nha. Nếu mà cái rễ nó có rễ cám nhiều á thì đa phần cái đó nó khoảng được 70-80%, còn cái rễ cám mình, cái cọng rễ để mình tháp nè, cái nó ít rễ cám, nó không có rễ á, thì xác suất nó cũng yếu nha. Nói chung cái này cũng hên xui thôi, kỹ thuật của mình thì cũng có, nhưng mà con cá là phải có rễ nhiều mới được nha. Thì cái rễ này nó ít rễ cám lắm, tại vì em thấy nó cũng vừa đây nên em mới tháp vô đây. Thì mình đục, khi mình muốn tháp vô đó thì phải mình đục trước nha, mình lấy cái đục mình đó, nó đục âm vô mình canh sao cho nó vừa cái mí, cái cổ, cái rễ để mình tháp nè, đó, nó vừa. Để tiên mình lấy đi, mình ảnh vô mình lấy cái dòng trước, rồi mình đục vô sâu khoảng có thể là khoảng không tới phân đi, nó khoảng 6-7 ly gì đó, để khi đó mình âm vô cho nó sâu. Sau này khi nó miếm nhựa vòng vòng đây nè thì cái rễ mình nó sẽ chắc nha. Còn nếu mà mình tự nhiên mình đục qua thí thôi, mình ảnh vô thì nó không có dựa khoảng cách cái rễ của mình, mà cái rễ của mình đó, trước khi mình âm vô đây nè, mình cũng phải gọc, có nghĩa là ở ngoài cái đầu rễ này nè, mình lấy dao hay là cái gì đó mình lạn cái lớp vỏ của cái rễ ha, lạn cái lớp vỏ, lạn khoảng 5 ly thôi, nó lạn một khoảng đó để mình định vô đây đó. Rồi khi đó xong, khi định xong mình tét keo vô vòng nha, để cho nó miếm nhựa mau. Cái này nói chung là em cũng làm ít lắm. Hôm trước thì làm con rễ đó thì rễ cám nó nhiều đó, nên cái cây nó cũng phát triển mạnh. Còn cái này rễ cám nó ít nè, nên nó cũng hên xui thôi, em cũng không có đoán chắc được.
thì những cái cây em vô xong rồi thì giờ em quay cho cô chú anh chị mình tham khảo lại ha. Cây này nói chung cây tứ quý gốc lớn thì được con cái là cái cành phóng ha, cành phóng cũng lớn thì cốt cành nó cũng khá, nhưng mà thiếu đen cốt mình phải sứa nè, sứa để sau này mình đóng nối thêm ha. Đó, đây là đóng thân. Đây những cái rễ mà dư thừa đó cắt nhưng mình chưa có làm kịp, thì mình lấy cái đục mình hoặc là cái cạp đó cô chú anh chị mình cạp để mình cạp lại cho nó gọn nha, nó gọn những cái mặt cắt này nó đẹp lại. Còn hiện tại bây giờ em mới cái cắt mới có vô thôi, chưa có làm kịp, thì để quay lại cho chia sẻ cô chú anh chị mình xem là những cây em vô ngày nay. Nói chung vô rất là lâu, thì ngày nay em vô đi được có 5-6 cây thôi, ba người thì vô được 5-6 cây. Đây, cây này cũng hoành khoảng năm mấy thôi, được cái đế nó cũng khá đều ha, đều tròn đều. Thì cũng có nhiều mà cô chú anh chị mình bình luận đó, thì xài cái loại keo gì, thì hiện tại em cũng có loại xài Mỹ. Lúc trước em có xài keo chánh lâm nè, rồi keo nhật nè, nói chung những cái keo đó em xài thì em thấy nó mức độ nó nhựa nó lên rất là nhiều mạnh ha, nhưng mà khi mà ra nắng rồi nó một thời gian sau đó thì cái nhựa nó lên đó, nó thường bị ái, nên em xài Mỹ Tiến nè, em thấy nó lên nhựa nó cũng từ từ thôi, chứ nó không có miếng nhựa mạnh như những cái loại khác. Nhưng mà được cái ra nắng là nó miếm từ từ vô, nó miếm liền luôn, nó không bị ái hoặc là áp nắng ha. Thì đây là keo Mỹ Tiến nè, keo lớn, thường có một loại keo nhỏ nữa ha, một loại keo nhỏ đó, thì mình nếu mình ít mình mua cái loại nhỏ thôi, còn cái này loại lớn nè, em mua ở đây khoảng ba mấy 40 ngàn gì mà hũ vậy nè đó. Nó hũ này 225 gram ha. Cây này thì được cái dàn cốt mình phải chơi phơm tàng đa ha, cốt nó đóng cây lớn mà nó đóng là gióp ngọn, nó không có thẹo gì hết thì cũng có duyên. Đây, cái này là sáng em có quay trước đây, hiện tại giờ em vô rồi. Chậu này là chậu chủ nhật 57 ha, 57 đó, thì em bóp gọn lại em vô dừa luôn. Nói chung cây này là rễ cám rất là nhiều, nó rễ cám rất là nhiều, nên em thâu những cái có 2-3 rễ lớn ở ngoài thôi, còn như là rễ cám mình cũng còn nhiều, nên cái cây này thì nó nằm trên, em nghĩ nó nằm trên cái bầu đất nè, nó có nghĩa là lên mô rồi đó, ta trồng lại đó, nên cái rễ cám nó rất là nhiều ha. Thì cách vô thì em trước cũng chia sẻ cô chú anh chị nhiều rồi, nên em không có chia sẻ thêm. Thì vô mình cũng vô từ từ để cái cây mình cân xứng nha. Trước tiên mình canh cái dáng trước rồi cho nó cân bằng cái ngọn, rồi mình định hình được cái dáng, rồi mình để phân trấu với siêu dừa vô đó, rồi mình vô từ từ thôi. Nói chung là một cây em vô lâu lắm, khoảng một tiếng ngoài, tại vì những cái kẻ ở đây nè, mình lấy cây mình sơm rất là lâu ha, rất là lâu, nên mình sơm làm sao cho nó từ từ, cho nó dẻ, nó cứng hết. Đó, cái cây mình là khi mà nó không có động đậy ha. Đó, em cầm về em không có động đậy gì hết. Nếu mà nó còn hở những cái chỗ này thì cô chú anh chị mình thấy những cái phân mà nó lúc lắc mà nó hở đó là cái chỗ đó nó còn nó chưa dẻ đó ha. Nên cô chú anh chị mình ném lại cái chỗ đó. Thì ở đây thường là em đây có bình xịt sẵn đây. Thì một ngày em xịt nước khoảng 5-7 lần gì cũng được. Nếu mà thời tiết mà nó nắng quá đó thì mình xịt nước nhiều hơn chút ha, để cho cái cây mình nó mát cái thân, nó không bị mất nước cái thân á. Rồi khoảng 2 ngày hoặc là 3 ngày thì em sẽ tưới dưỡng ha. Đó, em sẽ tưới dưỡng ở đây thì cũng tưới, nếu của bán chị mình có N3M thì tưới N3M, còn ở đây thường là em tưới Enduro đó, cộng thêm 5cc quan cho 20 lít nước đó, thì cũng chia sẻ lít nước cho cô chú anh chị mình rồi. Thì cộng vô mình tưới khoảng 3-4 ngày gì đó, rồi
khi đó em sẽ xả ha, xả lấy cái thùng dồi hoặc là cái gì đó để mình tưới để xả cho cái chất trồng đây nè. Nhiều khi sơ dừa mình có chất chát đó cô chú anh chị, mình chất chát đó thì mình sẽ làm cho xả cho cái chất chát của sơ dừa nó ra luôn. Nó thường là khi mình tưới dưỡng khoảng mấy ngày, 3-4 ngày sau đó thì nó ẩm ướt cái sơ dừa mình, rồi mình xả ra thì cô bác anh chị mình thấy nó cái nước nó ra nó đỏ đỏ vàng đỏ đỏ đó, vàng ngà ngà đó, thì cái đó là chất chát của sơ dừa ha, nên mình xả ra được. Mình xả ra thì cái chất chát nó không ảnh hưởng tới bộ rễ của mình ha. Ok, thì để cho cái cây mình phát triển mạnh thì cô chú anh chị mình xả xong cũng để xịt nước. Thì ở đây em cũng xịt nước khoảng 10 ngày sau thì bắt đầu mình tưới dưỡng nữa ha, tưới lần thứ hai thì cái cây mình nó phát triển đồng đều. Thì khi mà xả xong á, cô bác chị mình cứ xịt nước thôi nha, đừng tưới nữa, có nghĩa là để khi cái bầu mình nó khô ráo lần nữa thì mình sẽ tưới dưỡng vô lần thứ hai. Cái số cây thì em tưới dưỡng được một lần rồi đây, dưỡng lần thì có số này nó lên nhựa rất là mạnh ha. Cây này cũng đang lên nhựa đây nè, có số lú tược rồi. Những cái cây thì này nó nằm trên bồn nè, bồn trên chậu. Cái này nó cũng lú tược rồi. Cái này cũng số lú tược. Thì hiện tại mấy ngày nay thì nắng rất là nhiều á, thì đa phần thì xịt nước thì cũng cho nó nhiều vô. Ngày một tiếng thì có thể, một tiếng mấy thì có thể mình xịt nước một lần để cho nó bảo vệ cái thân cây mình cho nó mát đi. Đây, em mới xả nè, tưới 3 ngày sau là em bắt đầu hôm hồi tối em xả nè. Thường ở đây em tưới vào ban đêm thôi, ban đêm. Tại nhiều khi tối đó, xách thùng em pha em tưới đó. Em tưới, rồi giờ nếu cô bác anh chị mà chiều này cũng được rồi. Chiều tưới, nói chung là buổi chiều là mình tưới là nó mát mẻ cái cây nhất. Cái phần mình tưới buổi sáng thì cái cây buổi chiều mình nó khô ráo đó. Thường tưới phân cũng vậy, đa phần là tưới vào buổi chiều. Còn nếu thời tiết mà mát á, vào tháng 6, tháng 7 thời tiết mát á, thì mình tưới buổi sáng nha. Nó tưới khi tưới phân những cái cây mình đi chợ đó thì mình tưới buổi sáng. Nếu mà thời tiết mát thì tưới buổi sáng, còn không đa phần thì tưới buổi chiều. Xịt thuốc cũng vậy, tại vì xịt thuốc thì nó nóng cũng như mình đi phân hóa học đó, NPK đó, thì nó cũng nóng. Nên khi buổi sáng mình tưới mà trưa nắng lên gắt quá đó thì cái cây mình nó cũng bị ảnh hưởng ha. Cốt cành là cũng rớt ngọn. Cây này là mặt bên đây. Nhưng là những cái chột này là trong mình mẹ nó ra hết ha. Thì em cũng chưa cắt lại nữa. Số dư chắc có lẽ chắc một số nhánh bỏ đây. Còn một số nhánh này nó dư thì mình cắt bỏ. Nó rễ này đây nó rất là đều đặc ha. Mình cắt bỏ trừ nhánh này có thể mình ghép ra. Tại vì chỗ này nó cũng hơi thiếu thì mình ghép ra chỗ đó, để cho cái cây mình nó cân xứng ha, ghép ra cho nó đủ tàn, nó cân xứng với cái tàn. Dạ rồi, thì hôm nay cũng quay chia sẻ cho cô bác anh chị mình xem một số cây phoi của em mới đem về và xử lý cái bầu đất, rồi khi mình vô chậu ha, rồi tới khi tưới dưỡng thì cũng như nãy nói với cô bác anh chị mình đó, khoảng 3 ngày sau thì em sẽ tưới dưỡng rồi 3 ngày kế tiếp thì em sẽ xả ha. Nói chung là mình tưới nước rất là đậm, em tưới rất là nhiều. Cây này có thể em tưới khoảng 50-60 lít nước nữa nè. Khi mình tưới để cho những cái chỗ mà trấu nó sơ dừa nhiều khi nó không có tới đó, để mình tưới cho nó đậm luôn, nó gọt luôn những cái chất chát ra. Rồi chứ phần trấu mình cũng ít bị nấm hơn nha. Nếu mình tưới nó không đủ nước thì cái chỗ nó khô đó thì dễ bị nấm. Để rồi thì cũng một lần nữa cảm ơn cô bác anh chị mình đã theo dõi kênh của em và đăng ký kênh ủng hộ kênh em rất là nhiều. Thì chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Dạ, em xin mến chào ạ.